Anh ấy là anh là Thiệm chưa có vợ nhá. Ai anh ơi. Chưa có gì nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là ngày 27 tháng Giêng, mình đã có mặt tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây đang diễn ra lễ hội thi ẩm thực hương sắc xứ Lạng năm 2023. Trước mắt các bạn là cảnh hội thi lợn quay lớn nhất của thành phố Lạng Sơn được tổ chức vào dịp 27 tháng Giêng. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những video clip rất là hay về trong lễ hội thi ẩm thực lợn quay này nha. Hình ảnh kỷ niệm tại xứ Lạng thân yêu trong buổi xuân ngày hôm nay. Tuy nhiên hiện tại chương trình hội thi chuẩn bị được diễn ra, rất mong quý khách vui lòng. Chúng ta lát nữa sau khi chương trình khai mạc kết thúc thì quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với backdrop để chụp ảnh. Chúng tôi vẫn luôn giữ backdrop để cho quý vị chụp ảnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời ban giám khảo quay sẽ di chuyển về khu vực rạp chính ạ. Lấy màu con này ạ? Con này màu hơi tối nhỉ? Hay nó chín rồi nó thế ạ? Thành phố Lạng Sơn.
em hiểu gì. Thế thì nếu như mà kiểu như là cái lợn mà nó cũng nhập 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 đặt đấy ăn quay thì quay nó còn đẹp cũng đẹp nó còn sạch đẹp thì cảm giác là cái da nó bạn quay nó con này màu đẹp đấy. Đẹp nhỉ, con này vàng đấy. Màu đẹp đấy Phấn ạ. Bây giờ lấy ra để chặt lại chú. Thank you.
Cho con gì nhá. Cho gì đi lấy chồng mới được.